Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì đây là buổi dàn loa Hunter lửng của anh Dương Dân ở trên các Hà Nội. Và bên em cũng đang sắp xếp trong buổi sáng ngày hôm nay để lên lắp đặt. Lắp buổi sáng thì bên em đang di chuyển ra xe với đôn loa Hunter lửng và súp F1200 đẩy liền vang X24, X22, đẩy liền vang X22 và mic W321 Pro. Đây thì bên em đang di chuyển ra xe thì anh em có thể hôm nay khá là đẹp, nắng giáo. Đây ạ, thì đây là đôi Hunter lửng này với cái dòng loa đồng trục hiện nay đang là xu hướng để các bác và anh em chơi với dòng công nghệ mới, đặc biệt là nó thích hợp cả nghe nhạc và cả hát karaoke, rất là tuyệt vời. Và hầu như cái đôi loa này đang được lựa chọn và đánh giá rất là cao với cái khuôn tài chính rất là hợp lý và cái kiểu thiết kế rất là đẹp. Và đặc biệt là dòng lửng thì chúng ta đa số là chúng ta có kệ thì chúng ta có thể để trên kệ và để sang hai bên và tivi ở giữa. Đó, thì anh em đang di chuyển ra xe. Mister Tuấn và Mister Thọ sẽ đi trong cái đợt này của anh Dương Dân. Di chuyển ra xe lên thạch thất thực địa khoảng tầm 45 phút đến hơn 1 tiếng một chút, thì phụ thuộc vào đường xá thì anh Dương Dân để ý máy điện thoại giúp bên JK Audio sẽ có kỹ thuật gọi điện nhé. Đấy, thì với những sản phẩm hiện nay thì tất cả là sản phẩm mới, đặc hộp công nghệ mới và đặc biệt là hot nhất năm 2024. Và Mister Thọ sẽ di chuyển lên Thạch Thất và Mister Tuấn chúng ta cùng chờ đợi với cái không gian cũng như quá trình lắp đặt tại nhà anh Dương Dân nhé, và chúng ta cùng theo dõi. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đi theo định vị anh Dương có gửi thì chúng em đã có mặt ở Phú Ổ, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội. Định vị thì chỉ đến đây thôi và chúng em đang chờ anh Dương ra đón. Các bác chuẩn bị được tham quan ngôi nhà và sẽ được lắng nghe chất nhạc của một dàn ngày hôm nay do hai anh em kỹ thuật của JK Audio chúng em setup tận nơi. Bác anh Dương đang đi trước để dẫn anh em vào nhà đấy ạ. Ở cuối ngõ này là chợ và ở đây có những cái công trường người ta đang xây dựng, nên mà anh em phải đỗ gọn xe ở đây và sẽ chờ anh Dương mang xe bò ra và chúng em sẽ vận chuyển bộ dàn vào. Các bác có thể thấy sơ qua cái cấu hình ngày hôm nay anh em chúng em set up là một cặp loa lửng Hunter dòng loa bát đồng trục 30, hệ thống đẩy lên vang DX22 mới nhất năm 2024, mic không dây W321 Pro và một loa siêu trầm S1200. Toàn bộ cái cấu hình này của chúng ta sẽ phù hợp với không gian từ 20 đến 60 m². Ở đây anh Dương đang lôi một chiếc xe kéo ra. Trong những hành trình anh em chúng em đi lắp đặt thì có những cái ngõ rất là sâu và xa, anh em nhiều khi phải hỗ trợ nhau để vận chuyển đồ vào. Dòng loa này là dòng loa cây để cho các bác và anh em, dòng loa cây nhưng mà lực không chỉ nghe nhà hát karaoke mà nó là kiệt tác để cho các bác và anh em trưng bày nữa. Anh nhà anh là còn sâu nữa không hả anh? Kể ra nếu mà không có cái chợ đấy mà cụp hết xuống là mình đi vào thoải mái. Dạ vâng. Đây để em giữ. Không, mình chở hai cái liền một lúc được anh. Cặp loa đồng trục Hunter Pro bát 30 thì cho chúng ta khai thác công suất tối đa lên đến 900W, công suất dao động trong khoảng từ 350 đến 500W. Nói chung là những cái căn phòng diện tích lý tưởng nhất là những cái căn phòng khách diện tích từ 30-40 m², có thể đánh tối đa lên 60-70 m² cho các bác và anh em cùng nghe nhạc, giải trí, các hát karaoke. Đây là chiếc loa siêu trầm S1200. Tuấn ơi, kéo hộ anh nốt cái cửa kia vào. Cái này đẩy hay là kéo? Đẩy được. Ok, và bây giờ thì xin mời các bác và anh em cùng với hai anh em kỹ thuật của JK Audio chúng em Mister Thọ, kiêm lái xe, kỹ thuật trưởng Mister Tuấn sẽ vào tham quan ngôi nhà của anh Dương và chúng em sẽ xét anh Khương. Em xin lỗi, anh vừa giới thiệu lại anh tên anh Khương. Các bác sẽ được thưởng thức bộ dàn âm thanh ngày hôm nay chúng em set up. Và sau khi lên nhạc thì chất âm sẽ được hay hơn và ấn tượng hơn khi các bác đeo tai nghe. Ở đây rất nhiều nhà đang mới xây được các bạn. Và anh em chúng em đã vận chuyển đồ vào trong căn phòng khách của nhà anh Dương. Và đây là toàn bộ cái quang cảnh bên ngoài. Anh ở đây cũng trồng rất nhiều cây cảnh các bác. Ở đây là cũng mặt tiền, gần chợ. Nói chung là một vị trí cũng tương đối là đắc địa. Và xin mời các bác cùng vào tham quan ngôi nhà của anh Dương ngày hôm nay. Anh Dương là trước cũng dùng một bộ dàn âm thanh loa treo đúng không anh? Anh dùng một chiếc lọc xì, một chiếc âm ly. Phòng này nhà mình chắc chỉ được tầm độ 20 hơn 20 mét vuông anh nhỉ? 25 mét vuông. 25 mét vuông là cũng là một cái diện tích lý tưởng để cho chúng ta set up những cái bộ dàn mà bát 30. Những cái bộ dàn bát 30 thì khai thác tối đa lên đến tầm 5-60 mét vuông thôi. Và sau đây chúng em sẽ bóc đồ ra để thay thế cho cái bộ dàn âm thanh cũ của anh với một bộ dàn loa mới. Và Mister Tuấn đang bóc chiếc loa đồng trục Hunter bát 30. Đây là chiếc loa đầu tiên. Anh Khương. Và vâng, anh cứ để em xin. Cái này là mình sẽ để đôi loa lên trên cái tủ này đúng không anh? Vâng. Cái này là do nhà sản xuất người ta thiết kế chứ mình cũng không phải đấy. Đây. Anh là theo dõi em lâu chưa? Hay là anh em không tiền nào? Vâng. Rất tuyệt vời. Anh theo dõi JK chúng em trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Ở đây các bác có thể thấy là cái giao diện bên ngoài của chiếc loa đồng trục Hunter bát 30. Nhưng mà dạ vâng. Với loại là cái cặp loa Hunter bát 30 này nó sẽ đồng màu với những cái nội thất màu gỗ như của nhà anh này, từ tivi, tủ cậy đến đồng hồ. Không chỉ nghe nhạc giải trí hát karaoke mà các bác có những cái nội thất như thế này thì cũng là những cái điểm nhấn để cho các bác trưng bày và tô điểm thêm cho cái căn phòng khách nhà mình nó thêm được đẹp. Dạ vâng. Nói chung bây giờ là cũng nhiều hãng âm thanh, quan trọng là các bác lựa chọn những cái bộ dàn như thế nào để nó ưng ý. Nhưng mà nếu mà để về thách thất này thì chúng em đi lắp rất nhiều. Trên em lắp ở cái chỗ gọi là cái gì thị trấn Liên Quan đấy, mấy bộ vòng. Mới cái gì nhỉ? Cái gì mà cái làng thịt chuột để canh nậu dị nậu ấy. Đấy, mấy cái làng đấy em vào trong đấy lắp nhiều. Nhưng mà trong đấy chủ yếu người ta cũng lắp loa full thôi, mấy cái bộ ví dụ như VA12 ấy, hoặc là B12. Dạ vâng. Và sau đây em sẽ hỗ trợ Mister Tuấn để cùng đầu lô thiết bị cho nó kịp thời để cho các bác và anh em cùng nghe nhạc và trải nghiệm trên bộ dàn loa đồng trục bát 30 ngày hôm nay chúng em setup cho gia đình nhà anh Khương. Các bác cùng chờ để anh em sẽ phối đồ và sẽ lên nhạc. Các bác và anh em cùng thưởng thức ạ. Chào các bác và anh em, JK Audio chúng em đã trang điểm và thay thế xong cho anh Khương ở rất Hà Nội với bộ dàn Hunter loa đồng trục bát 30. Tống đẩy các bạn đến 22 cùng dây với các bạn hình của đồ và loa sắp trở F1200. Chúng em đã cài đặt cũng như là phát triển những số lý tưởng nhất phù hợp với không gian ngôi nhà của anh ở đây. Và sau đây mời các bác sẽ đeo tai phone vào và các bác sẽ được trải nghiệm những cái bản nhạc trên chính của dàn ngày hôm nay. buồn, tượng đá cũng buồn. Chân đi tìm tuổi hồng sang mạc nắng, câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát liên dài, nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ, môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ. Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy, hồn còn say men ái ân chiều ấy. Bóng dáng em còn đấy đã khuất sau trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này. Chúng em đã bàn giao cũng như là hướng dẫn sử dụng xong một dàn máy ngày hôm nay, có thể nói là bạn qua tổng trực bát 30/24 không chỉ nghe nhạc không công ty còn là diễn đàn các bạn và nhiều trưng bày rất phù hợp với những cái nội thất gỗ như thế này. Đây là anh hàng xóm thì anh nghe những cái bộ dàn của em vừa sẽ áp thì anh cảm nhận như thế nào? Riêng là được về những cái mẫu mã này nó hơn với những cái phương vào nó hợp với dàn này như là cái nội thất gỗ rồi. Đây là anh chủ đầu tư, anh Khương, chủ đầu tư của bộ dàn ngày hôm nay thì anh có lời gì đó cảm nhận về bộ dàn anh lựa chọn? Đúng là mẫu mã đã bộ ba nón đẹp và có thể nhạc của anh. Còn cái bộ dàn trước này của anh chắc là chỉ nghe nhạc đúng không? Không vậy bây giờ, nó vừa nghe nhạc nó không về và tổng thể các bạn rất tiện. Sau đó anh dùng chiếc điều khiển này nó cũng tiện. Thay mặt công ty thì cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn của anh. Đây là bố của anh. Các bác cũng cho con một lời cảm nhận về cái bộ dàn này, bác thấy từ cái chức mẫu mã của bác. Cái mẫu mã thì nó hút với của gia đình và thế của gia đình là vừa cái đồng hồ đan bọc để vừa hút bản giấy vừa ghi tụng là nó rất thâu. Còn đời thì tuyệt đối để nghe được thì rất là nhạc thôi, nhưng mà nó chung là độ nhạc của nó là từ một tuần đã vào cho nên là tôi biết là còn chỉ là xin cảm ơn các con mình cũng là nó có ba hành thì và nó có cháy chót gì thì tôi là vì nếu các anh mà không có gì thì không ảnh hưởng gì. Cháu ở gần đây là cái bộ lắc gần đây thì có thể cháu vào hỗ trợ nơi xin chân mình xin có lời được cảm ơn công ty và xin cảm ơn anh và công ty làm ăn phát đạt luôn luôn mạnh khỏe, mọi người luôn bình thường về được phấn khởi là nhất ở trên đường. Xin cảm ơn và cũng thay mặt công ty thì chúng chúc bác và gia đình sẽ thư giãn vui vẻ trên khoảng dàn máy ngày hôm nay. Và gần đây mà có những ai mà chúng đang tìm mua